Hello, chào mừng các bạn trở lại kênh của bài MOBA Việt. Và hôm nay mình sẽ chơi chú bò tô đô phong cách đi rừng rất dị anh em ơi. Hay còn gọi là phong cách trồn game đấy. Và tô đô đi rừng. Team bên này thua rồi. Ok, vấn đề tránh ra để cho Châu Ca thể hiện. Làm gì mà phải bi quan như thế, chỉ là trôn game một trận đấu rank, mức rank thấp thôi mà. Ok. Có vẻ là team mình, bên mình hơi bị cay cú với cái trò lừa của mình đó. Đầu tiên mình pick Nacross đi rừng đến 1 giây cuối cùng mình đổi luôn thành Toro. Các bạn ấy không kịp trở tay và Triệu Vân không có cầm trừng trị thì Vân để tránh ra để cho Châu Ca ăn bùa xanh. Rất may là phát đánh cuối cùng là có cái bùa xanh chứ không khá là thỏi em ơi. Toro đi rừng. Một cái này hình như mình đã làm một video clip các bạn rồi. Đó, phong cách rất là dị. Lần này bị các bạn team mình chửi hơi nhiều. Có vẻ không đồng tình. Không sao, với cái mức danh vàng 2 này thì mình nghĩ là phong cách chỉ là trôn game nhá. Anh em không đi học theo mình, bởi vì mình làm video clip mà. Mình phải làm gì, cái gì là mới lạ này, cái gì độc này, để các bạn xem cho nó vui. Nhất là cái thời điểm là cuối tuần rồi, chúng ta cần phải những giây phút thư giãn. Và hãy lên kênh của Vai MOBA Việt để cùng cảm nhận nha. Phong cách tô đồ đi rừng. Chắc chắn là team bạn có thì trâu các bếp để sơi rồi. Lùi lùi theo lát ơi. Đợi do lên cao này. Đấy. Mình chỉ đợi bạn do lên cao thôi. Thì tái có mạng và chiêu cuối. Bùm. Đấy. Chạy đâu. Double kill. Đừng đùa với Châu Ca. À bò ca anh em ơi. Bò ca cũng rất là khỏe đấy. Châu thì khỏi đỡ rồi. Nhưng mà khỏe thì cũng rất là khỏe với phong cách trôn game này. Nghiêm cấm các bạn học theo phong cách của mình nha. Bởi vì mình làm video clip vui thôi. Ở đây hình như là lần thứ mấy mình nhắc cái điều này. Và khi mà anh em nào mà mang vào danh mà đánh Toro đi rừng rồi lại bảo họ MOBA Việt dạy và chửi sấp mặt MOBA Việt đấy. Mình thấy ở mức danh thấp mà các bạn chơi phong cách hết sức dị. Đội hình rất nhiều xạ thủ, như trận đấu này team bạn có đến 3 xạ thủ này. Lindis này, theo nát này, này cả Son nữa. Cái phong cách này mình bổ phát chiêu cuối vào giữa đội hình team bạn lát luôn. Và đó là cái điều tất nhiên là dễ đánh thôi. Nhưng mà team mình đừng có fit. Team fit quá thì mình cũng chịu thôi. Ok, Vân Ca đã, Vân Đệ đã cướp được cái bùa xanh của mình rồi. Giờ bùa nó đi mà. Ra lên mà pha mặn ơi. Chấp nhận số phận đi. Bị lừa mất rừng. Thanh niên có vẻ cái cú và Vân đang gọi là miệt mài farm rừng. Chiến thuật rất là dị. Có vẻ là team mình không đồng tình. Ok ơi. Tốc biến nhanh thế bạn ơi. Thực ra chơi đến quân mobile thì các bạn phải có một cái tư tưởng nó thoáng đi. Thật game chiến thuật nhưng mà các bạn đừng quan trọng quá thắng thua, quan trọng quá cái việc nghiêm túc và chửi nhau. Có như vậy thì sẽ mất cái hay của game đi. Game MOBA chúng ta cần những cái sáng tạo, những cái dị mang lại niềm vui, chơi game là niềm vui. Ok, và làm video clip phải làm những cái gì đó vui, nó lạ, nó dị. Đó, làm chuẩn nhiều cũng chán, chúng ta phải đổi mới. Thì video clip của mình mới phong phú được. Ok. Xong trụ rồi và John thì mình cũng không bắt được. Ở giữa thì đang có đánh nhau to. Aru lên bảng đánh số liên tục rồi. Hình như bạn này chết hơi nhiều. Và sau khi chết thì bạn ấy thường là kèm một câu là chửi mình một chút xíu là đỡ đòn làm sao mà đi rừng được. Kiểu gì chẳng thế anh em ơi. Đó, chửi óc chó luôn. Ok, óc chó ăn hay không? Óc cũng gọi là bạn ấy nghĩ là óc thiên tài đi, 03 cũng được. Ấy, vô hụt rồi. Thôi chấp nhận vậy anh em ơi.
làm video clip chôn game phong cách dị thì tất nhiên là bị mọi người chửi là đúng rồi, có cái đâu. Không có cái đâu nha. Vòng ra sau cái đội hình này mình bổ phát chiêu cuối thì mắc tốn nha. Ok, chiêu cuối lại rồi, không có bạn nào đánh, không là có mạng còn đi siêu việt anh em ơi. Ở đánh Toro đi rừng thì có mỗi chút thời điểm ban đầu là khi chưa lên được cái Leviathan thì các bạn farm chậm thôi, sau khi lên được Leviathan cùng với áo choàng thần đa thì tốc độ farm không hề chậm đâu anh em ơi. Công mang chừng chị đi đường không được, tất nhiên là không được rồi, thế mình mới đưa được các bạn chứ. Và đúng là nhiều nhất bản đồ nha, không đùa đâu. Ok, anh em chạy rất là nhanh, hình như là quyền vương về hồi mana, phun cái máu về hồi mana, đúng rồi. Không thấy cái mana màu xanh giống như mình ở bên dưới, không biết thanh niên dùng gì mà tốn mana thế nhở. Ăn rồng này các bạn ơi. À, Toro mình nghĩ là trong phiên bản này bị tướng rất trâu, thực sự là rất là trâu, và cũng khá là khỏe, có thể là đi hỗ trợ leo danh mức danh thấp vô cùng tốt. Với danh thấp thì ít những vị tướng cơ động, mà đa phần là những vị tướng phép hoặc là những vị tướng xạ thủ là nhiều. Đánh Toro thì các bạn sẽ leo danh rất là dễ. Rồi. Và tất nhiên là khi các bạn khống chế thì phải có đồng đội xung quanh để sốc sát thương, dồn sát thương vân vân và vân vân, thì các cái chiêu khống chế và cản nước các bạn mới có hiệu quả. Con này là con phá đội hình team bạn với khả năng là không bị khống chế. Rất tuyệt vời anh em ạ. Thất ra chiêu cuối kìa. Rồi, vẫn chạy được. Đưa đôi cánh thần khiết của Dario chạy rất là nhanh. Làm bạn Arum thì mình chết khá là nhiều rồi đấy. Mình sẽ không hướng dẫn các bạn lên đồ Toro đi rừng, bởi vì mình làm video clip vui chôn game thôi. Ok, thế nhá. Hôm nay hướng dẫn anh em đi mang Toro đi rừng thì lại sấp mặt nát cái anh Việt Nam đấy. Làm gì, Aru team mình không ngâm kìa, mình team mình có ai nói gì đâu. Ok, và trong video clip này mình dùng nick của một bạn fan nhỏ của mình nhé. Đây là một video clip mình mang tính chất đó là tặng bạn có tên là Khánh, chủ nhân của nick, đi du học. Thứ nhất là đi du học vui vẻ, và thứ hai là học tập hiệu quả và sớm thành đạt sau khi du học trở về. Ok, đó, bổ chụp cuối và giữ hình team bạn thì lát cả team. Chứ đây không phải nick mà mình mượn để làm video clip nhiều nha, chỉ làm mỗi một video clip này thôi. Bây giờ team bạn xạ thủ bắn mình như kiểu là muối đốt còn inox đấy, không có thấm đâu. Có sát thương phép thì hơi thấm một chút xíu, chứ xạ thủ bắn không có thấm, bởi vì mình nên đồ kháng sát thương vật lý là chính mà anh em ơi. Rồi, thôi té quyền vương. Dồn sát thương đi bạn ơi. Có chết được mình không? Ui, thấm thế nhở. Kinh thế. Rồi, vẫn còn gần 2.000 máu, còn lâu mới chết. Rồi thì bạn bắt đầu chửi nhau rồi.
và chơi đến quân mà chửi nhau thì team sẽ giành cái tỷ lệ thua rất cao. Đấy, các bạn chơi thì hạn chế chửi nhau nhá. Ok, còn một vấn đề mình muốn nói đến các bạn đó là ở hiện tại thì có rất nhiều người giả mạo mình buôn bán tài khoản Liên Quân Mobile, buôn bán những gift code. Nói chung là gift code đá quý hay là gift code quân huy gì đó mình cũng không biết. Thì mình xin nhắc lại với anh em nữa, các bạn đừng nhẹ dạ cả tin. Các bạn cứ thấy ai đặt tên là Mobile Việt thì các bạn nghĩ là Mobile Việt, thực sự là quá sai. Người giả mạo mình có hàng trăm hàng nghìn người luôn ý, phải ít đâu. Và nhiều người xấu tính họ mạo danh mình để đi lừa đảo tài sản các bạn. Nên các bạn chú ý nhá. Mình không mua bán bất kỳ một cái thứ gì cả, không giao dịch bất kỳ một cái thứ gì cả anh em ơi. Và các bạn cũng đừng tự nhiên gửi nick cho mình làm gì, bởi vì nhiều người mạo danh mình mà khi các bạn gửi nhầm cho người mạo danh mình thì các bạn sẽ bị ban nick thôi. Đó. Ok. Đây là cái điều mình rất muốn nói với các bạn, vì mấy ngày gần đây có nhiều bạn nhắn tin vào fanpage chửi mình là lấy nick không trả. Ok, mình chưa bao giờ lấy nick của ai cả là anh em ơi, thề luôn. Khi mình làm video clip về tặng fan thì mình chỉ đánh làm xong một clip là mình thoát, mình không bao giờ vào lại nữa và không hề thay đổi cái gì của các bạn cả, vẫn còn như nguyên. Đấy, kinh công này. Ok, cái vấn đề này thì thực sự là mình không muốn nói, vì mình nói cũng quá nhiều rồi, mình nói rất nhiều lần rồi và vẫn nhiều anh em là nhẹ dạ cả tin, bị những người ta giả mạo mình rồi bán gift code giá rẻ, ví dụ 10.000 quân huy mà nạp có mấy trăm nghìn, hay là tài khoản có nhiều tướng đá quý vân vân cũng chỉ có mấy trăm nghìn thôi. Các bạn thấy rẻ các bạn ham, các nạp đầu vào thì các bạn bị cắn câu đấy. Thế người ta thường dựa vào cái nhẹ dạ cả tin và cái tính lòng tham của các bạn để người ta lừa đảo cướp đoạt tài sản của bạn thôi. Ok, trên đời không có cái gì nó dễ dàng và free đâu anh em, cân nhắc nhá. Rồi, chơi trận đấu thì khi có kinh công rồi thì các team bạn bắn hình như kiểu là mỗi đốt inox, in cột máu không muốn bắn luôn. Đừng đùa với Toro đi đừng. Ok, kính video clip mang tính chất trong game nha. Và một cái vấn đề nữa đó là ứng dụng Hubo. Ứng dụng này thì mình cân nhắc là không free, nên các bạn nào muốn dùng free thì không nên sử dụng. Chỉ dùng cho các bạn không có bạn bè hoặc ít bạn bè, hoặc là chơi được quân mobile kém mà muốn được người đánh cùng huấn luyện viên. Thế thôi nhá. Ok, và video đến đây hết rồi. Xin chào anh em và các bạn trong những clip tiếp theo. Bye bye. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em một ứng dụng rất hay. Ứng dụng có tên là Hubo, sẽ giúp các bạn tìm kiếm những người huấn luyện viên, bạn bè cùng chơi để chơi được mobile tốt hơn. Và tất nhiên ứng dụng này sẽ tính phí nha anh em ơi. Ứng dụng chi tiết thì các bạn sẽ xem ở phần cuối video của mình. Hubo, huấn luyện viên eSports, là một ứng dụng tuyệt vời để giúp bạn tìm kiếm những người đồng đội chỉ bằng vài thao tác đơn giản. Cơ hội sát cánh cùng với những huấn luyện viên nổi tiếng và đẳng cấp, cũng như được liên tục cập nhật những kiến thức về game mọi lúc mọi nơi. Tiện lợi, bổ ích và thân thiện, còn chần chừ gì nữa, hãy tải Hubo trong ngày hôm nay thôi nào. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.